Chào các em. Hôm trước thầy đã quay xong cái toàn cảnh số vức trong các đề thi tham khảo minh họa và chính thức của Bộ Giáo dục từ năm 2017 đến 2020. Thì hôm nay thầy tiếp tục quay chúng ta toàn cảnh hình học không gian, các câu trong hình học không gian OZ trong các đề thi tham khảo minh họa và chính thức của Bộ Giáo dục từ năm 2017 đến 2020 phần 1. Thì trong cái video này thì thầy có chia cái mức độ. Ở đây chúng ta sẽ có mức độ từ mức độ 1 cho đến mức độ 4, tức là từ nhận biết cho đến thông hiểu vận dụng và vận dụng cao để chia cho chúng ta. Thì ở đây thầy sẽ chia ra làm các phần, từ phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 và phần sau nữa. Thì có file đề thầy sẽ up ở trên phần mô tả của chúng ta. Tuy nhiên thì khi thầy quay xong tất cả các phần này, thầy sẽ up đầy đủ các trong web phần video chúng ta xem trong phần mô tả. Thì đây là cái file đề của chúng ta. Đây, file đề của chúng ta đây. Chúng ta có tổng là để chia mức độ, từ mức độ 1 để nhận biết từ cái câu rất đơn giản. Đấy, rất đơn giản. Từ năm 2017 cho đến 2020. 20 thì chúng ta có hai lần thi. Đó. Mức độ 2 là mức độ thông hiểu. Tiếp tục. Mức độ 2 có tương đối rất là nhiều câu, nói chung là chiếm cái tỷ trọng tương đối nhiều. Mức độ 2. Rồi mức độ 3. Đây là mức độ vận dụng. Và cuối cùng là mức độ 4 là vận dụng cao. Thì tổng ta có hơn 100 câu, 108 câu. Thế là trong các video tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn giải chúng ta hết các câu 108 câu này. Hy vọng là các em sẽ đón xem các video của thầy. Bây giờ ta sẽ bắt đầu từ câu số 1. Câu số 1 rồi. Đây là đề minh họa lần 1 năm 2017. Những câu mức độ 1 thì nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta thấy cực kỳ đơn giản, đúng không nhỉ? Tức là câu nhận biết thì chúng ta nhìn vào thấy ngay. Thứ nhất, người ta hỏi là vector nào sau đây là một vector phát tuyến, là một vector phát tuyến. Chúng ta chú ý này, phát tuyến thì nó chính hệ số của x, y, z trong cái phương trình của mặt phẳng, hệ số x, y, z. Yeah. Và cái câu này khối bạn sẽ nhầm là 3 trừ 1, 2 sẽ khối bạn nhầm. Tuy nhiên ta thấy là y ở đây nó bằng 0, đúng không? Dạng đây nó chính là chính xác nó là 3x cộng với 0y rồi trừ z cộng 2 bằng 0. Vậy thì pháp tuyến của nó là hệ số của x, y và z trong cái phương trình này. Do đó thì n chính là 3, 0 và trừ 1. 3, 0 và trừ 1 thì là đáp án D, đúng không? 3, 0, trừ 1 là đáp án D. Đó. Ok, rất đơn giản thôi. Đến là câu số 1. Sang câu số 2 cũng đề minh họa lần 1 năm 2017. Để người ta yêu cầu tính khoảng cách D từ A đến P thì chúng ta nhớ rồi, phải cùng công thức thôi. Mức độ nhận biết là chúng ta thuộc công thức và nhìn nhận thôi chứ không phải có gì cả. Vậy thì chúng ta sẽ dùng công thức là gì với M mà có tọa độ x0, y0, z0 và ví dụ như P có phương trình ax cộng bi cộng cz cộng d mà bằng 0 thì d từ m đến p chính là bằng trị tuyệt đối của ax0 cộng bi0 cộng cz0 cộng d chia căn bậc 2 của a bình cộng b bình, a bình cộng b bình cộng với c bình. Đó, đây là công thức. Vậy thì câu số 2 chúng ta áp dụng công thức đó, ta thay luôn, vậy d chính là bằng tuyệt đối thôi, đúng không? Trị tuyệt đối a x0 tức là 3 nhân 1 là 3 cộng với bi0 tức là trừ 8, đúng không? 2 nhân 4 là trừ 8 cộng cz0 trước là 2 nhân với 3 là 6 cộng với 6
cộng với D tức là cộng 4 chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình, 3 bình là 9 này, 4 bình là 16 này, rồi 2 bình là 4 này. Được chưa? Đã xuất hiện có căn 29 này, căn 29 này khả năng cao là đáp án gì? Là đáp án D, xem có đúng không? À, đây sẽ có là 10. 10, 10 trừ đi 8, 2 là đúng không? 5. 5 chia căn 29. Đó, chính là đáp án D, C. Đúng không? C, 5 trên căn 29. Đó. Ok, rất là dễ thôi. Câu số 3. Cũng để minh họa lần 1 năm 2017. Cho mặt cầu, phương trình mặt cầu, tìm tâm và bán kính. Cái dạng này rất là có rất là nhiều trong các đề thi từ 2017 đến 2020, rất là nhiều. Cái dạng chúng ta thấy là x dạng tổng quát của nó, phương trình mặt cầu có tâm y, nó tọa độ AB, C, bán kính R, thì phương trình của nó có dạng là x trừ A tất cả bình cộng với y trừ B tất cả bình cộng với z trừ C tất cả bình thì bằng R bình. Do đó chúng ta thấy này, thằng này, vậy thì R ở đây là bằng R bình là bằng 9, do đó R bằng 3. Đó. Tiếp tục ở đây chúng ta đây, trừ A thì bằng bằng 1, do đó A thì bằng trừ 1, đúng không? Vậy thì A này, tâm y của nó chính có tọa độ là trừ 1, 2, 1, trừ 1, 2, 1. Đấy, chúng ta chú ý, đảo dấu cái chỗ này đi, đúng không? Chỗ này thì chỉ lấy, bỏ dấu trừ đi. Đấy, thì trừ 1, 2, 1, trừ 1, 2, 1, R bằng 3. Đấy, trừ 1, 2, 1, R bằng 3, đáp án A rồi. Ok, rất là dễ thôi, đúng không? À, đoạn đầu thầy sẽ nói rất là chậm thôi, để chúng ta loan lại kiến thức. Nhớ rằng là chúng ta xem cái video để chúng ta có cái kế hoạch ôn làm sao cho nó phù hợp, cũng đừng có bỏ qua những câu này quá đơn giản để mất điểm. Mất điểm rất là phí, vì thực ra câu nhận biết và câu vận dụng cao thì điểm nó là như nhau, và chúng ta để kiếm một câu nhận biết thì dễ hơn rất nhiều so với một câu gì vận dụng cao. Chúng ta đừng để mất điểm ở một câu mức độ thấp, cố kiếm cái điểm ở câu mức độ cao nhưng mà mất điểm ở câu mức độ thấp thì thực sự là đáng tiếc. Chúng ta lưu ý như vậy để làm sao có chiến thuật làm bài đó, là chúng ta phải chuẩn chỉ và chính xác. Ok, đây câu số 3. Tiếp tục câu số 4. Đây, để tham khảo lần 2, để tham khảo lần 2 cũng tương tự như câu số 3 thôi, nó hỏi tâm y và bán kính R. Chúng ta nhìn thấy ngay tâm là có tọa độ 1 trừ 2, 4. 1 trừ 2, 4. Đấy. 1 trừ 2, 4 thì chúng ta sẽ có đáp án C và đáp án D. Và bán kính là căn của 20, căn 20 thì chắc chắn là C, thằng này bỏ rồi. Vậy đáp án là D. Đó, ok. Hai thằng này sẽ bỏ luôn này. Đấy, ok chưa? Vậy thì câu 4 là đáp án D, đúng không? Trừ 1, 1 trừ 2, 4. Và R bằng căn 20, căn 20 thì chính là 2, căn 5 rồi. Đúng rồi. Ok, tiếp tục này, dạng tiếp theo ở đây nó chính là hỏi là phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của cái đường thẳng này. Đây người ta cho gì? Cho phương trình này là phương trình tham số, phương trình tham số, nhìn tham số. Phương trình chính tắc có dạng là x trừ x0 chia cho A bằng y trừ y0 trên B bằng z trừ z0 trên c, trong đó m có tọa độ x0, y0, z0 là thuộc đường thẳng, thuộc d, ví dụ đây là d, và vectơ chỉ phương là u bằng a b c. Vậy đây chúng ta tìm điểm m này. M thứ nhất là m thuộc d này, m đây có tọa độ là 1, 0, trừ 2. Chúng ta nhìn chỗ này nhé. Từ đây chúng ta dịch ra cái phương trình tham số này có dạng là x bằng x0 cộng với at, y bằng y0 cộng với bt, và z bằng z0 cộng với ct. Thì thằng này chính là tọa độ của m này. Hệ số của t chính là vectơ chỉ gì? Chỉ phương này. Đó. Vậy thì m đây có tọa độ là 1 này, chỗ này không có này, tức là 0 này, là trừ 2 này. 1 0 trừ 2.
Và u của nó, u bằng bao nhiêu? U u bằng bao nhiêu đây? 2 này, 3 này, 1 này, 2, 3, 1. Ok. Rồi, thế bây giờ xem nào. X trừ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1 thì có thằng A, và 2, 3, 1 đây có thằng A và thằng D, đúng không? Thằng này sai rồi, đúng không? Đây là trừ 1 cơ mà, chứ không đây trừ 1. À, thằng này đúng rồi. Đó, thằng này đáp án là D rồi. Ok, thằng này đương nhiên thằng này cũng phải rồi. Thằng này này, đó. À, bị sai đúng không? Lừa ông ta chỗ đấy thôi. Ok. Đấy, đáp án là D. Tiếp tục. Chúng ta sang câu số 6. À, câu số 6. Đề thử nghiệm năm 2017 có đề minh họa, đề thử nghiệm này. Đấy. Rồi rất nhiều cái mà chúng ta thấy đúng nhờ lần 1, lần 2 để thử nghiệm. Đây đây câu 6 là đề thử nghiệm năm 2017. Thế thôi. Cho hai điểm A, B tìm tọa độ trung điểm Y của đoạn thẳng AB. Ô trung điểm thì dễ rồi, công thức trung điểm như trung bình cộng của tọa độ thôi. Đó, x cộng x này chia 2, y cộng y chia đôi và z cộng z chia đôi thì thằng này chia 2, 3 cộng với trừ 1 thì còn 2 chia 2 là 1. Nó là 1 đúng không? Nó là 1. Tiếp tục thằng này chia đôi cộng nó hết rồi là 0. Thằng này chia đôi 3 cộng 5 là 8, chia đôi là 4, 1 0 4. 1 0 4 là đáp án D là B rồi. Đấy, đây. Được chưa? 1 0 4. Rất đơn giản thôi. Lại là thử nghiệm đúng không? Cho đường thẳng vectơ nào, vectơ chỉ phương của đường thẳng D. D. Ok, rồi vectơ chỉ phương chính là hệ số của T. Hệ số T chỗ này không có T, tức là nó là 0T. Đấy, 0 này, 3 này và chỗ này là trừ 1 này, chú nhá, chú ý đây trừ 1 nhá. 0, 3, trừ 1, 0, 3, trừ 1, ok, 0, 3, trừ 1. Đấy. Đôi khi chúng ta thấy người ta sẽ đảo dấu, chúng ta lưu ý nhá. Đấy, những cái bài, nhưng mà bài nhận biết thì ít khi người ta lừa lắm, chỉ có đề thi thử người ta mới lừa thôi. Ít khi đấy, nhưng phải không có đâu nhá, chúng ta lưu ý nhá. Đôi khi nó 0, 3, trừ 1 mà nó lại có 0 gì? 0, trừ 3, 1 thì cũng thế thôi, đảo dấu mà. Đấy, nhân với trừ 1 đấy. Ví dụ thằng này cũng được này, ta lưu ý nha. À, ví dụ như là có cái đáp án là 0 trừ 3 1 thì chúng ta vẫn thể khoanh vào đó, bởi vì chúng ta sẽ đảo dấu này. Đó. Hoặc là nhân bội số, có rất nhiều trường hợp là nhân bội số, ví dụ như là 0 6 trừ 2 chẳng hạn, ví dụ này cũng vẫn là vectơ chỉ phương, đấy chưa? Đấy. Thực ra nó đầy đủ, nó phải vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng D. Đường thẳng D có vô số vectơ chỉ phương và các vectơ chỉ phương này cùng phương với nhau. Ta lưu ý như vậy. Nó hơn kém nhau hệ số K này. Được chưa? Tiếp tục câu số 8. À, câu 8 này là đề chính thức năm 2017, mã đề 104. Nhỉ? Mặt cầu. Đại mặt cầu rồi, lại liên quan đó. Chúng ta thấy thử nghiệm liên quan tính cả tâm và bán kính. Nhưng ở đây người ta yêu cầu chính thức là chỉ yêu cầu tính bán kính thôi. Chắc một tí có cầu tính tâm đúng không, tách ra làm hai đó thì bán kính chính là cái thằng này căn bậc hai của gì, căn bậc hai của 8, căn bậc hai của 8 là hai căn hai rồi đúng không, là hai căn hai là đáp án C rồi đúng không nhỉ. Đấy. Căn hai là 8 thì bằng 4 nhân 2 mà, đúng rồi, hai căn hai chắc chắn rồi, đáp án C, được chưa? Ok, tiếp tục câu số 9. Câu số 9 này, câu số 9 là đề chính thức này. Đó, mã 104 cũng thế thôi, cho điểm A và điểm B, vectơ là dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB. Đương nhiên là AB là vectơ chỉ phương rồi. Thế bây giờ ta tìm vectơ AB thôi. Vectơ AB. AB thì thằng này trừ thằng này. Đúng không? B trừ A là trừ 1 này. 1 trừ 1 là 0 này. 2 trừ 0 này là còn 2 này. Ok. Trừ 1 0 2 xem có thằng nào trừ 1 0 2. Ồ đơn là trừ 1 0 2 xem có thằng nào. Ok, đúng rồi, trừ 1 0 2. Đã chắc chắn đáp án gì rồi? Đáp án A rồi. Ồ dễ quá, thấy ngay đúng không? Trừ 1 0 2. Tiếp tục này. Câu 10 này. Đấy, mã đề 105 này.
cho mặt phẳng alpha điểm nào dưới đây không thuộc alpha? Không thuộc chúng ta phải thay vào thôi. Đấy, chúng ta xem thằng nào không thỏa mãn. Nó thay bằng này có phải thỏa mãn không nhá? 3 này cứ thay vào đây là 3 cộng với 3 cộng với 0 trừ 6 bằng 0. Thằng này thỏa mãn này là không phải đáp án này. Tiếp tục này, 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6, 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6, 6 trừ 6. Thằng này thỏa mãn nữa này. Thằng này này, 1 2 3, 1 cộng 2 cộng 3 là cũng bằng 6 đúng không? 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6, 6 trừ 6 hết này, thằng này cũng không phải thỏa mãn này. Chắc là thằng này rồi, chăm chăm rồi. 1, thằng này là sẽ bằng 1. 1 mà trừ 6 trừ 5 với đáp án là D rồi. Không thuộc mà chúng ta nhớ là không thuộc. Thay vào nhá, chúng ta thay vào thằng nào thỏa mãn thì là thuộc. Còn thằng nào không thỏa mãn thì là không thuộc. Ok, để cùng 10. Toàn là nhận biết thôi mà. Câu số 11. Câu số 11 nó hỏi là cốt của AB, cốt AB, cốt góc giữa hai vectơ, câu này thuộc công thức thôi, đúng không? Thế chúng ta thấy này, cốt góc của AB, góc giữa hai vectơ AB thì bằng gì? Tích vô hướng A nhân với B chia cho tích độ dài. Cái tích độ dài đúng không ạ? Độ dài vectơ A chia độ dài vectơ B. Đó, tích vô hướng nhân tích độ dài. Và tích vô hướng thì sao? Hai thằng nhân với nhau đúng không? X nhân với x này, x nhân với x cộng với y nhân với y cộng với z nhân với z, được chưa? Thế x nhân x đây thì thành gì? Thành trừ mấy? Thằng này là trừ 2 này. Trừ 2, thằng này nhân đây 0 này, thằng này 0 này, vậy thằng trên này còn trừ 2. Chia cho này. Độ dài của vector A chính là bằng căn bằng 2 của A bình cộng B bình cộng C bình đây, hay nói là x bình cộng y bình cộng z bình chẳng hạn, thì bằng căn bằng 2 của gì? 2 bình phương này cộng với 1 bình phương này cộng với 0 bình phương này, đúng không? Đấy là độ dài vector A nhân độ dài vector B này trừ 1 bình phương này, trừ 1 bình phương chính là 1 bình phương này, đúng không? Cộng 0 bình phương này, cái này trừ 2 tất cả bình phương tức là cộng với 2 bình phương này. Đó, đã nhẩm ra ngay trừ 2. Bạn nào tính nhẩm nhanh nhé. Đây căn 5 này đúng không? Đây là 4 1 là 5, căn 5 này nhân căn đi cũng căn 5 nữa hay bằng trừ 2 phần 5. Trừ 2 phần 5 đâu rồi? Trừ 2 phần 5 đây. Đây rồi, đáp án B. Trừ 2 phần 5. Ok chưa? Đó, rất là dễ. Đúng nhỉ? Tiếp tục. Câu số 12. Ôi giời, tính độ dài đoạn ABOA. Đúng không? Quá dễ. Đây là bạn. Câu này là câu trong đề chính thức. Đó. Tính OA, OA đầu tiên là OA này này thì bằng gì? Bằng độ dài vectơ OA. Và vectơ OA chính là bằng tọa độ điểm A căn bằng 2 của 2 bình cộng với 2 bình cộng với 1 bình. Thằng này là 8 cộng 1 là 9, 9 là bằng 3, vậy bằng 3. Đáp án là A rồi, quá là dễ. Đúng không? Câu nhận biết cũng khác. Đó. Tiếp tục. Câu 13, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng OIZ? Đấy, phương trình mặt phẳng là OIZ. Đấy, câu 13 này, OIZ. Cái OIZ thì chúng ta thấy này, nhìn đây khuyết thằng nào? OIZ thì đương nhiên khuyết x. Đấy, khuyết x thì cho x bằng 0. Đấy, ví dụ như OXY. OXY thì khuyết thằng nào? Khuyết z thì phương trình là z bằng 0. Đó, cứ khuyết thằng nào cho thằng đấy bằng 0, được chưa? Cho chỉ số này. Tiếp tục O IZ thì IZ O XZ đi, XZ thì đường O XZ thì đương nhiên Y bằng 0 rồi, Y bằng 0. Đấy. Vậy thì đây là nói là O IZ thì khuyết nào? Khuyết X thì chắc chắn X bằng 0, đáp án B. Được chưa? Đó, rất là dễ thôi. Những cái câu này mang tính nhận biết, nhưng khối người không biết cái phương trình O IZ có là mặt phẳng nào đó nha. Chúng ta lưu ý nha, học lại, nếu bạn nào mà không có thì cũng học lại thôi, xem nào. Tiếp tục đến câu số 14 là đề tham khảo năm 2018. Tham khảo 2018, năm 18 là các đề nó khó hơn một chút. Đấy. 2018 là đề khó hơn so với các năm. Có một vector chỉ phương, đấy câu này mới chuẩn chỉ là một vector chỉ phương ra. Một vector chỉ phương thì chính là cái cuối này thôi, cái mẫu này thôi. Trừ 1, 2, 1, trừ 1, 2, 1, trừ 1, 2, 1, đúng rồi. Trừ 1, 2, 0 bỏ hết rồi. Trừ 1, 2, 1, đáp án A, nhìn thấy ngay. Xong. Đấy. Câu số 14. Ok. Tiếp tục. Câu 15. Rồi.
Câu 15 này. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng OIZ là hình chiếu vuông góc, hình chiếu OIZ. Chưa? OIZ. Thì đây ta thấy khuyết thằng nào? Khuyết x, x khuyết, được chưa? Đó. Khuyết x ý, thì khuyết thì x sẽ bằng 0. Đúng không? Khuyết mà là x bằng 0. Thế thì cái điểm này này, cứ cái chỗ nào ấy, có x thì thay x bằng 0, còn lại IZ giữ nguyên, được chưa? Trên OIZ mà x phải bằng 0 thì vậy thì nó sẽ hình chiếu của nó sẽ có dạng là a phẩy đi, a phẩy đi là chỗ nào khuyết đi, khuyết x đúng không, là 0 trừ 1 1 à, 0 trừ 1 1, vậy 0 trừ 1 1 là đáp án B. À, rất dễ thôi nhá. À, hình chiếu chúng ta lưu ý đấy, rất là dễ nhớ đúng không. Tiếp tục câu số 16. Câu số 16 này, một vectơ phát tuyến dễ quá rồi, đây này, một đây phải là một được không? Một. Đây đây là một này, một này, đây là hai này, ba này, một hai ba, một hai ba, một hai ba là đẹp vấn đề rồi, rất là dễ rồi, một hai ba. Tiếp tục câu số 17 này, đúng là câu nhận biết nó khác đúng không nhỉ? Trung điểm đấy, cái trung điểm. Trung điểm của đoạn AB lại lặp lại này. Đấy, có tọa độ này, ta cộng này. 2 cộng với 2 chia đôi là 2 này. Thế đó là 2 này. Đúng chưa? 2 cộng với trừ 4 chia đôi này. Có 2 cộng với trừ 4 này. Còn trừ 2 chia 2 chia đôi là trừ 1 này. Đó. 7 cộng với 3 là 10 chia đôi là 5 này. 2 trừ 1 5. 2 trừ 1 5 đáp án C này. Đó. Được chưa? Ok. Đấy, câu số 17. Tiếp tục. Câu số 18. À, câu số 18 này, điểm thuộc đường thẳng lại, thuộc điểm thuộc đường thẳng. Cái điểm thuộc đường thẳng này ta thay vào thôi, thay rằng là ba thằng này bằng nhau, chỉ cần ba thằng bằng nhau nhé, còn hai thằng không bằng nhau cái là bỏ luôn này. Ta thay vào nhá, thay lần lượt nha. Một thay vào đây là 3 phần 2 đúng không? Một thay vào đây là 0, vậy thằng này bỏ luôn này. Đấy. Thằng này là gì? Thay vào đây. À, xin lỗi, đây một thay vào đây là 3 chứ không phải 3 phần 2, nhầm, một thay 3. Đây là hai thay đây là 2 và 4, 4 này. Hai thay đây là 1, 4 không bằng 1 đúng không? À, xin lỗi, nhầm nhầm tôi thay cái gì nhỉ? À, trừ. Đây. Đây là 4 nhá, thay 2 vào đây này là 4 này. Thay trừ 1 đây là thành trừ 2 này, thằng này bỏ luôn này. Được chưa? Thằng này thay, ôi giời, này làm sao mà khổ ghê, thằng này chính là cái điểm này làm sao mà nhìn thấy nhanh này. Trừ 2 thay đây, đây trừ 2 này, 1 này, trừ 2 đáp án C luôn này đúng không? Đấy, chính là cái điểm nó đi qua đấy, nhận biết của khác làm sao mà phức tạp thế đúng không? Nhìn thấy ngay điểm nó đi qua là trừ 2 1 trừ 2 trừ 2 1 trừ 2 đấy, đường này chắc em bỏ này, nếu không ta cứ cẩn thận thôi, lần lượt cũng được. Ok, câu số 19 này đó, lại tìm tâm, tâm và bán kính của mặt cầu rất là đơn giản thôi. Tâm thì đây trừ 3 trừ 1 1 trừ 3 trừ 1 1, vậy đáp án C, chúng ta lưu ý nhá. À, trừ 3 trừ 1 1 đây thì lại bán kính này. À, bán kính này. À, tìm bán kính được chưa, bán kính thì đương nhiên là bằng căn của thằng này rồi, căn 3 đáp án A nhá, căn của thằng này đây là R bình là căn 3, rất là dễ đúng không. Tiếp tục câu số 21. Câu số 21 này. Vector AB có tọa độ nào? AB nhớ là vector AB này. Nha, AB nhá. AB thì B trừ A. B trừ A điểm này trừ điểm này. Vậy thì 2 trừ 1 nó còn 1 này, mình biết đấy, 2 trừ 1 còn 1 này. 2 trừ 1 cũng lại 1 nữa này. 1 trừ đi trừ 2 thì thành cộng với 2 là 3 này. Đó, 1 1 3, 1 1 3. 1 1 3 số điện thoại nó 1 1 3. Ok. Đấy. Đây là câu số 21 này. Tiếp tục câu số 22, vẫn năm 2018 nha, anh em. Lại có một vectơ chỉ phương, lại tìm vectơ chỉ phương với phương trình này là phương trình chính tắc 1 trừ 1 2 1 1 trừ 1 2 rồi, ok chính là B.
Đó. Tiếp tục câu số 23 này. Nó lại vector chỉ phương nữa. Vector chỉ phương lúc này thì nó chính hệ số của gì? Hệ số của t này là -1 này, -1 2 1 đúng không? Đây là 1 -1 2 1. -1 2 1 là đây, -1 này, 2 1 đáp án là B rồi. Đó. Ok, đấy, ta lưu ý như vậy, rất là dễ thôi. Những câu này thì toàn đúng là câu nhận biết có khác dễ thật đúng không nhỉ? Tiếp tục câu số 24. À, để tham khảo nó 2019. 19. Vector AB lại lặp lại này, tham khảo nó AB B trừ A. Thằng này trường này là còn 1 này. 3 trừ 1 là còn 2 này. 2 trừ đi trừ 1 thì thành 3 này. 1 2 3, 1 2 3 đáp án A. Rồi. Để tham khảo này, mặt phẳng OXZ lại là mặt phẳng tọa độ này. OXZ quyết gì? Như thầy vừa nói quyết gì? Quyết Y đúng không? Vậy thì y bằng 0, vậy đáp án là gì rồi? C, y bằng 0. Được chưa? Tiếp tục này. Đấy, tham khảo câu số 26 này. Tham khảo 2019. Đó. Điểm đi qua này, đi qua. Xem có phải đặc biệt như cái câu vừa rồi không, là đi qua là 1 2 3. Xem có thằng nào 1 2 3 đây thì phải ngay này, 1 2 3 đây. Đây 1 2 3 thì ngay đây, đáp án C. Được chưa? Bình thường ta thử nhưng mà ta phải nhìn nhanh trước tiên đấy, nếu làm nhiều kinh nghiệm thì ngay à, ta thử nhận những câu nhận biết là cho đi luôn qua cái điểm đặc biệt này, đỡ phải tính nhiều thì cộng nhận biết mà. Được chưa? Tiếp tục này, câu số 27 là đề chính thức này, đề chính thức này, đề chính thức năm 2019 lại pháp tuyến này, vector pháp tuyến đấy, chỉ là pháp tuyến chỉ phương đường thẳng mặt phẳng điểm thuộc thôi, rất là dễ thôi. 2 này, -1 này, 3 này, 2 đây, -1 đây, 3 đây, chúng ta nhìn tinh nhá, đôi khi lẫn linh tinh. 2 -1 3, 2 -1 3 đáp án B. Ok. Rồi. Đấy, câu số 27 rất là nhanh, rất là dễ. Tiếp tục câu số 28 này. Lại vector chỉ phương. Đấy, đề chính thức lại gặp vector chỉ phương của một đường thẳng. À, đường thẳng này ở dạng phương trình là chính tắc. Đấy, đây, mẫu này. À, đôi khi không biết là đề ở đây chúng ta nhìn nhanh, tuy nhiên ta nhìn trên tử nhá, đôi khi là chúng ta bị lừa đấy, chết dở đấy đúng không? Trên là nhớ x chứ x không nhá, cộng y chứ y không, cộng z chứ z không nhá, trên a bằng trên a b c này. Đôi khi này cái đề thi thi thử thì hay bị đảo lừa chúng ta, ví dụ đây người ta viết là 1 trừ đi x chẳng hạn, thế thì chúng ta sẽ chú ý là 1 trừ x chúng ta phải đảo ra x trừ 1 đấy, thì chỗ này phải nhân cả hai vế với trừ. À, thì chúng ta sẽ còn ở dưới nó sẽ trừ 2. Nhưng mà đề thật thì thầy chính thức thì thầy chưa gặp bao giờ lừa kiểu đấy, vì câu nhận biết mà lừa thế thì cũng có vẻ độc quá đúng không? Nên do đó tuy nhiên chúng ta khi làm ta phải lướt qua trên một chút này, đừng có nhìn nhanh dưới cái này thì bị bẫy, được chưa? Rất nhiều bạn là nhìn nhanh này, tuy nhiên đề thi thử ấy thì thấy một số thầy là hay cho thế để chúng ta cảnh tỉnh thôi, thế thì thi thật thì thầy chưa thấy nó gặp tình huống đấy bao giờ, thì không biết thế nào. À, nhỡ đâu rồi đợt này nó lại thử chúng ta xem chúng ta có tỉnh không. Rồi ok đấy nha, chỉ phương đó là 2 này, trừ 5 này, 3 2 trừ 5 3, 2 trừ 5 3. Ok đáp án A rồi. Đấy. Tiếp tục này, hình chiếu vuông góc của điểm M trên trục OZ. À, trên trục OZ thì đương nhiên trục OZ này, tất cả trên trục OZ này, thì chỉ có những cái điểm trên trục OZ thì sẽ có dạng là, ví dụ điểm M trên trục OZ sẽ có dạng là 0, 0 và M, tức là x bằng 0, y bằng 0, chỉ có M thôi. Đấy, 0, 0, M. Vậy thì ở đây chúng ta nhất điểm A là không phải, thì điểm B cũng không này, điểm C cũng không này, và chúng ta thấy ngay là điểm D đây là thứ nhất. Và M này nó chính là cái tọa độ này này. À, cái thằng này này, mình xét đây. Đó. Nó chính bằng cái tọa độ Z này. Ok. Ví dụ nó có hai cái đáp án, ví dụ như là D này có à, cái đáp án C nó giả sử như là 0 0 à, 3 thì chẳng hạn, thì chắc chắn cũng không thể, tích vào đây được, vì nó phải bằng cái thằng này. Được chưa? Đấy, OZ. Tương tự thế. Em tương tự trên trục OX, OY, chúng ta nhớ như vậy. À, câu số 30 là đề chính thức năm 2019 này, thì câu này bán kính ấy, thì chúng ta một là chúng ta phải đưa về dạng à, x trừ a tất cả bình cộng với
y trừ b tất cả bình cộng với z trừ c tất cả bình thì bằng r bình, từ đấy suy ra. Đây cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ có là gì? À, nếu như tâm y có tọa độ a b c mà cái phương trình của nó là x bình cộng với y bình cộng với z bình trừ 2x trừ 2bi trừ 2cz cộng d bằng 0, thì bán kính đương nhiên a đây, đây là abc, đây là từ đây đúng không, thì r lúc này chính là bằng căn bậc 2 của a bình cộng với b bình cộng với c bình trừ d đó. Được chưa? Thế đây chúng ta thấy ngay này, a bằng mấy? Đấy, chia trừ 2 thì a bằng 1 này, a bằng 1 này. Thằng này chia trừ trừ 2 thì b bằng trừ 1 này. Đấy, không có z tức là c bằng 0. Đó, thì ta thay vào thì r chính là bằng căn bậc 2 của thằng này bình phương tức là 1 này cộng với 1 này, được chưa? Trừ d, d đây muốn nhiều, d bằng trừ 7. Đó, d bằng trừ 7, trừ 7 là cộng với 7. 9 rồi đúng không? Bằng 3. Đấy, vậy thì đáp án C rồi. Đó, ok. Đáp án C, chúng ta lưu ý như vậy nha. Thằng này 1 chúng ta đưa về cái dạng này để chúng ta thấy ngay. Đấy, đây sử dụng hằng thức thôi. Còn không thì nhớ công thức này, hằng thức thêm bớt hằng thức thôi, rất dễ đúng không? Cái này dễ thôi mà. Ví dụ thằng này đưa về hằng thức thì dễ quá, ví dụ x bình trừ đi 2x thì cộng với 1 đúng không? Đấy, cộng với y bình cộng với 2y cũng cộng với 1, được chưa? Thì cộng với z bình, rồi thằng này sẽ cộng 1 cộng 1 thì đương nhiên là phải trừ 2 rồi, trừ 2 trừ 7 bằng 0, hay nói khác là nói phương trình là x trừ 1 bình phương cộng với y cộng 1 bình phương thì chuyển sang lại bằng 9, đó bằng 9 thì đương nhiên r bằng mấy, r bằng 3. Nếu chúng ta không thuộc công thức này, tốt nhất là đưa về dạng hằng thức mà hằng thức gần như bạn nào cũng biết đúng không? Ở chế độ chỗ này còn thiếu z chứ, nói z bình đó, chỗ này còn thiếu z bình này nhá, z bình đây này, z bình đây đó, ok. Đấy, ta lưu ý như vậy. Đây là câu số 30 của chúng ta. Tiếp tục câu số 31 đề minh họa 2020. Năm 2020 là cái năm mà đề phần OIZ thì gọi là dễ. Đấy, khá là dễ so với các năm trước bởi vì nó là chương trình giảm tải đó. Thế cũng thế thôi, lại gặp hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng OXY. OY là khuyết Z đúng không? OXY là khuyết Z, vậy thì Z nó bằng 0. Z bằng 0 tức là chỗ này bằng 0, vậy thì M phải đi là 2 trừ 2 và 0. Z bằng 0 mà. Đấy. Z 0. Vậy thì đáp án là B rồi, đúng 2 trừ 2 0, đáp án là B. Đó, chúng ta lưu ý vậy. Được chưa? Đó. Tiếp tục này, câu 32 là cũng minh họa năm 2020, cho mặt cầu tâm lại dễ rồi, tâm của S có tọa độ, tâm này S này sẽ là 1 này, trừ 2 này, 3, 1, 1 trừ 2, 3 là đáp án D rồi, 1 trừ 2, 3, 1 trừ 2, 3 là đáp án D, xong. Tiếp tục câu 33, đề minh họa năm 2020, vector nào là một vector pháp tuyến, thì chúng ta sẽ thấy là 3, 2 trừ 4, 3, 2 trừ 4, 3, 2 trừ 4, đây rồi, đáp án D, lại D tiếp, đúng không? À, lại minh họa đây, điểm nào sau đây thuộc đường thẳng, xem có phải là trừ 1, 2, 1 không? Trừ 1, đây, trừ 1, đây, 2, 1, chúng ta xem, trừ 1, 2, 1, đây, ok, đây là đảo dấu này, trừ 1, 2, 1, đáp án A rồi, đúng không? Trừ 1, 2, 1, đấy. Thì chúng ta thấy đề minh họa và mấy đề vừa rồi nó cho kiểu dạng thế, vì nhận biết mà không bắt chúng ta thay như đầu tiên thầy thay đâu, đúng chưa? Tiếp tục câu số 35 cũng đề minh họa năm 2020 đó, cái này thì hơi khó một chút xíu thôi. Tính tích vô hướng, đầu tiên ta phải xác định cái tọa độ vector A của vector B trước đã. Vậy vector A cộng vector B thì bằng cái gì, có tọa độ gì? Thì A cộng B thì x cộng x, y cộng y, z cộng z thôi. 1 cộng với trừ 2 là trừ 1. Đúng không? Thế này là 2. 3 cộng với 5 là 8. Rồi.
yêu cầu nhân vectơ A đi, vectơ A đây. Vectơ A thì bằng 1 0 3. Đó là nhân x nhân vô hướng A nhân với A cộng B. Thì x nhân x thôi, trừ 1 nhân với 1 là bằng trừ 1 này, 0 này, cộng với 0 này, cộng với 38, 24 đúng không? 324, 24, được chưa? Đó, 24 thì cũng bằng 23, 23 là đáp án B rồi, được chưa? Đó, rất là dễ thôi. Tiếp tục câu 36. Cho mặt cầu có tâm minh họa, vẫn là minh họa, có tâm Y. Đấy, và đi qua điểm M. Thì có tâm Y đi qua điểm M thì bán kính R của nó, R chính là bằng IM, đoạn IM. IM bằng căn bằng 2 của gì? 4 trừ 0 tất cả bình phương là 4 bình. 0 trừ 0 là cộng 0 bình. 0 trừ đi trừ 3 là cộng với 3 bình. 3 bình cộng 4 bình thì bằng 5 bình đúng không? Thì chính là bằng 5. Ok. Phương trình là x trừ 0 tất cả bình tâm y mà x bình cộng với y bình cộng với z cộng 3 tất cả bình thì bằng r bình, tức là 25. Đó, soi xem. Đúng không? Cộng 3 đáp án A rồi, đúng không nhờ? Đây, đáp án A rồi. Chúng ta thấy chắc chắn là sẽ có hai cái đáp án đúng không? Nó giống thế đúng không? Bởi vì đáp án A đáp án B ở cùng tâm này. CD thì nếu ta thấy loại ngay từ tâm ngay thì loại ngay được đáp án C và đáp án D. Đúng không? Vậy chúng ta chỉ cần tìm tâm thôi. À, bán kính thôi. Vậy ai này bán kính đáp án A rồi, đúng không? 25. Tiếp tục còn đề minh họa 2020. Đó. Vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm MN, vậy thì MN chính là vectơ chỉ phương hoặc là có thể vectơ đối hoặc nhân nó đúng không? Ta tính vectơ MN thôi. Vectơ MN thì thằng này trường này thì bằng 2 này. 2 này. Ở đây là 4, 2 4. 2 4 có thể là 1 1 2. Đấy, thằng này có thể chúng ta bỏ ra thì có thể là 1 1 2 đúng không? À, vì chia cả hai, chia bỏ rút thứ hai ra ngoài thì một một hai tỷ lệ mà một một hai đây rồi đó, 224 hoặc 112 thì như nhau đúng không, chúng ta chia tỷ lệ. Ok chưa, xong minh họa đấy. Chúng ta lưu ý này nhá, đôi khi nó không lấy hoàn toàn là 224 đâu, nó là 112 vì chỉ phương mà. Câu 38, mặt cầu bán kính, ôi giời, lại bán kính rồi, thằng này chắc chắn là gì? Căn của 9 là 3 rồi, đáp án D rồi. Rồi, thấy chưa? Đó. Tiếp tục. Câu số 40. Câu 40. À, câu số 40. Câu số 40 thì cái câu này nó hơi đặc biệt chút xíu thôi. Nhưng mà nếu như các bạn học thì nó cũng thuộc nhận biết thôi. Đây là câu một phương trình mặt phẳng đoạn chắn. À, nó có dạng là nếu A, cái điểm A thuộc ô ích ấy, A có tọa độ A 0 0 thuộc ô ích này. Rồi B có tọa độ 0 B 0 thuộc ô y này. Và C có tọa độ 0 0 C thuộc ô z này. Đó. Thế thì ABC này là khác không này, A này, B, C khác không. Thì hôm nay phương trình mặt phẳng đoạn chắn sẽ có dạng là x chia cho A cộng với y trên B cộng với z trên c là bằng 1. Đó, đây là phương trình mặt phẳng đoạn chắn. Cái phương trình mặt phẳng đoạn chắn này dùng tương đối nhiều ứng dụng của nó sau. Nên ta thấy là a đây bằng 3 này, b bằng 1 này, c bằng trừ 2 này. Vậy ta có là x trên 3 bằng y trên 1. À xin lỗi, x trên 3 cộng y trên 1 cộng với z trên trừ 2 là bằng 1. Vậy chúng ta sẽ thấy ngay nó chính là đáp án B, đúng không? Đó, rất là nhanh thôi. Đấy. Tiếp tục này, câu số 41. Đấy. Câu 41. Đây là lần, đây là 1, đây là 2 đúng không? Hình chiếu ấy. Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng ô XY. Đấy, lại hình chiếu vuông góc. OXY thì cái gì bằng 0? Z bằng 0 đúng không? Z bằng 0. OXY là Z bằng 0. Z bằng 0 thì cái thằng này bằng 0, còn hai thằng này giữ nguyên này, 1 4 0 1.
40, vậy đáp án là B rồi. Đấy, rất là nhanh thôi. Ok. Đấy. Tiếp tục này. Đã sau câu số 42. Đấy, 42. Đây là đề 2020 lần 2. Chúng ta năm 2020 thì có hai lần, lần 1 và lần 2. Đấy. Thế thì ở đây người ta gọi hỏi là điểm nào thuộc D, đây lại quay lại điểm thuộc D. Xem ta có phải điểm thuộc D đây là 2 1 trừ 3. 2 1 trừ 3 đây đáp án C luôn, đúng 2 1 trừ 3. Nhận biết thì luôn luôn đó chính là cái điểm đi qua luôn này, mà không luôn. 2 1 trừ 3 đây. Chỗ này đảo trừ 3. 2 1 trừ 3. 2 1 trừ 3 ok đáp án C, được chưa nhỉ? Đó, cái này chúng ta lặp lại tương đối đúng không? Vậy thì chúng ta nhớ học cái đây thì chúng ta sẽ có những câu mang tính chất nhận biết rất là dễ thôi. Tiếp tục câu số 43 năm 2020 lần 2. Đúng thế thôi, lại tìm tâm. Đấy, lại quay lại tâm. Tâm đây chính là trừ 1 này, đảo dấu này, trừ 1 này, 2 này, trừ 3. Trừ 1, 2, trừ 3 nhìn thấy ngay đáp án A đúng không? Trừ 1, 2, trừ 3. Trừ 1, 2, trừ 3 đáp án A. Ok, rồi. Đấy, và câu số 44 là cũng lần 2, lần 2 chưa, yeah, 44. Đấy. Lần 2 vectơ pháp tuyến, lại lặp lại vectơ pháp tuyến. Nói chung những cái câu này, cái dạng này chúng ta thấy là nó lặp lại rất là nhiều cái dạng bài. Đó là gì? 2 này, 4 này, trừ 1, 2, 4, trừ 1. Ok, đáp án này là đáp án A. Được chưa? Đó. Thì video này thì quay cái phần nhận biết của cái file đề của chúng ta là gồm có 44 câu. Đấy. Thế thực chất thì những cái câu nó cứ lặp đi lặp lại thôi để chúng ta có cái định hướng để chúng ta học. Tức là chúng ta lưu ý rằng là chúng ta học xem thầy tổng hợp cái này để chúng ta biết rằng là chúng ta cần những cái nội dung nào mà ở cái mức độ nhận biết tôi nhìn thấy ngay để chúng ta ôn luyện. Đặc biệt là những cái bạn mà không cần những cái điểm gọi là không không cái khối thi mà chúng ta không có môn toán ấy, để chúng ta chỉ để tốt nghiệp thôi, thì những cái câu như này thì chúng ta có cái hướng để ôn thi rất là tốt, để chúng ta tập trung vào những cái nội dung mà có thể chúng ta thấy là có thể kiếm được điểm. Rất là đơn giản thôi, không quá khó, đừng có luyện những cái gì quá khó đối với những trường hợp mà chúng ta mục tiêu không để xét đại học liên quan đến cái môn toán. Còn chỉ xét tốt nghiệp thôi thì nó rất là dễ. Đó, thì đây là những câu liên quan đến về mặt phần nhận biết. Đó, nó rất là dễ. Đó, chúng ta lưu ý. Video của thầy đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.